Rồi, xin chào các bạn. Hôm nay mình quay lại cái miếng giường. Mình sử dụng cái amino pháp của mình. Thì nó đúng. Nó áp dụng tất cả các giường thì không sai được gì nào đâu. Cái giường này lúc trước mua giống bên bị mặn nè. Sau khi phục hồi bên mình, dùng với mình từ đầu. Nó giờ áp dụng cái mẫu amino pháp của mình. Các bạn thấy tổng quan nè. Tức là chỗ nào nó cũng đi đọt hết. Và đi đọt từ trong nách ra. Và lá mình mở rất là bự. Đọt nó nâu. Đó. Đó. Ngon nè. Nha. Đấy, đi dài vô trong nữa là à, cái này là mua sinh kim nó chết dặm lại mua sinh kim à, mình có một vấn đề gì mua sinh kim, một đề tài gì mua sinh kim rất là hay nha à. Vì năm nay mình đã làm trái với mua sinh kim rồi thì thật sự là mua sinh kim rất là dễ à, anh em đi đọt nè à, dưới gốc dùng huyết mỹ, trên cây dùng amino pháp. Vô kiến chú vườn không thấy chú vườn đâu hết à. Cái này á, nó bị con sâu cạp da nha, nó bị con sâu cạp da. Không sao đâu mấy bạn, có khách hàng hỏi mình á, cái này bị con sâu cạp da, để nó sẽ lành lại thôi. Mà thấy không, rồi nó ra từ dưới lên trên, ở trong nách nó đều ra hết à. Cái amino pháp của mình á, nó được hai mươi mấy acid amin. Thì mấy bạn phun vào cái lá mình nó rất là xanh bóng như thế này. Và đặc biệt á, là trong công thức amino người ta có độ rất là nhiều trong đó ha. Nhưng mà chỉ ghi là 30 mấy% hữu cơ thôi, còn trong đó là công thức độ nó khác. Cái lá nè nó xanh bóng nè, mà đọt nó ra nè, đọt ra hơn một tấc và những cái nách nó ra luôn đó. Trong amino pháp nó có fulvic nữa, thì fulvic nó làm cho cây mình đi đọt rất là tốt ha. Và cái làn lá mình rất là đẹp đấy các bạn. Đó, ngoài ra cây mình cập nhật lại thôi. Cập nhật sau khi dùng amino pháp của mình như thế này. Đây. Đó, nghe thấy không? Ngọn nó lên ngọn nào nấy nó mọc gì đó. Đó, dưới gốc con mít Mỹ nha. Còn trên cây thì được những cái dòng amino pháp trong lá của mình đó thì tuyệt vời, không còn gì để bàn cãi. Anh ha. Ngọn nó ra nó mọc gì nè. 1 2 3 4 5 lá, 5 lá vẫn chưa chịu dừng. Đó. Ngọn nè. Ngọn nào nó như cái đục quá vậy. Đây qua. Wow. Tìm 2 3 cây cho các bạn xem. Đây nè, cái đấy thôi. Đây. Đó rồi nè. Bên đây nè. Đó, ngọn nè. Cái ngọn mình nó nâu ha, mình thích là cái đọt mình nó ra dài, lá mình xanh bóng, cái ngọn mình nó nâu. Và đặc biệt trong những nách nó ra hết. Anh em ạ. Đó, như cái nắng này, lá nó xanh bóng, ngọn nó quặt hết. Đều gan này nha, chứ mình không có lựa cái nào đẹp mình quay nha. Đây, mình đi qua cho các bạn xem. Lớn, nhanh cực kỳ luôn. Ngọn nó bắn lên nè. Đó. Bên đây nè. Đó, gì đó các bạn. Đó, dùng hàng nhập ha, dùng hàng nhập trứng. Dùng hoa nhập. Rất là tuyệt vời. Đó, phun tới đâu là đẹp tới đó, phun tới đâu là đẹp tới đó. Đó, là thấy không? Đây, qua một cái nữa mình kết thúc video nha. Đó. Bởi vì mình nên khuyến cáo các bạn là dùng hàng nhập ha, cho nó chuẩn, cho nó khỏe. Mình phun lần hai lần, tháng phun hai lần dưỡng là cây mình nó tốt ha. Đó. Rồi ok, cảm ơn cả nhà. Bên đây nữa nè, cây này cuối rồi nè. Đó nha, chủ vườn cắt ngọn rồi đó, mình cho chủ vườn cắt ngọn rồi đó, bắt đầu lên những cái chia này đó. Rồi ok, nhìn đọt ra nữa đó. Nách nào nó thấy nó ra hết, mà nách nào nó thấy nó nâu nè, nâu đậm nè. Đó. Nào. Rồi ok, cảm ơn cả nhà. Dài đằng này nè. Cái nào nó bắn được ra gì hết. Đó. Rồi ok. Rồi xin chào các bạn. À, mình nói là cái sơ về cái amino pháp thôi. Thì tức là mấy bạn thấy á, là thường thường á
là khách hàng hỏi mình là mình bón phân gì ngoài hữu cơ trong bổ trợ cho cây, độc mạnh, thì mấy bạn thấy là bón phân NPK ta hay ghi là mình hay nói là 12 11 18 bón nuôi trái nè, 3 số 15 nè, 3 số 17, 3 số 18 nè, 20 10 20 20 15, 30 10 30 99. Đó, thì mấy bạn chỉ cần để ý cái N thôi, tức là cái số đầu tiên. Ví dụ 15 15 15 thì tức là 15 đạm. 20 10 thì là 20 đạm. Đó, 30 10 thì là 30 đạm. Thì tất cả những công thức đó là chiên cho đi đọt, 20 30 là chiên cho đi đọt tại vì đạm cao. Đó. Thì cái amino pháp này á, tại sao mình đưa vào nó đi đọt mạnh như thế, đẹp như thế? Thì trong cái amino pháp này á, cái thành phần hữu cơ nó tức là đạm đó, mà hữu cơ dạng amino ha, mấy bạn phun vào đó là cây mình sẽ lấy được sau 20 24 đến 48 tiếng đó. Thì bởi cái amino pháp mình nó làm đọt nhanh là như thế. Ba mươi mấy phần trăm là hữu cơ, nhưng ba mấy phần trăm đăng ký thôi nha, đăng ký nhẹ thôi, còn ở trong đó người ta đổ rất là nhiều hữu cơ trong đó. Đó, rồi thêm cái nữa, tại sao lá nó xanh bóng và đọt đi nâu như thế? Thì trong nó được hơn 20 phần thành phần axit amin trong đó. Thì cây mà đủ axit amin giống như là con người ta mình mà đủ dưỡng chất, đủ vitamin C, vitamin D tất cả, thì da dẻ mình hồng hào đẹp ha. Đó, thì sản phẩm amino pháp này là một sản phẩm mình rất là tâm đắc và mình tự tin đưa cho khách hàng của mình. Đấy, bạn thấy là bên cạnh những dòng sản phẩm pháp, nó có một bộ đôi Sago làm mưa làm gió trên thị trường hiện nay, nó là đây nè, bộ đôi Sago nè. Đó, hàng này mình bán cũng rất là nhiều nhưng mà mình ít bêm nó, mình bán rất là nhiều đây, cửa hàng mình là hàng pháp nè, đó đủ hết nhưng mà mình ít bêm nó, tại vì á sản phẩm tốt thì nó tốt rồi đó bạn, còn cái chuyện bêm á, quảng cáo để cho người khác làm, mình không thích làm cái chuyện đó nha. Còn cái sản phẩm tại sao mình ít có làm cái Sago này, cái Sago này phun rất là đạt nha bạn, tại vì cái giá nó cao quá, cao đi một cặp tới 620.000 mà các bạn phun mà chai có nửa lít à, chắc có nửa lít là mà 310.000, thì hàng nào của đó nha, phun rất là đẹp đấy, thì một cặp 620.000 bạn phun được 400 tới 600 lít nước, thì một phi tính ra là hơn 200.000 đó. Còn amino pháp này phun cũng phun rất là cực kỳ đó, thì mấy bạn thấy những cái video mà mình làm, những cái hình ảnh mình đăng Zalo rồi đó, tại sao mình không có làm mấy dòng này, mình vẫn bán bình thường nhưng mà không làm mạnh dần những dòng này, tại dòng này nó chi phí nó cao nha. Thì mình nói rồi, tiền nào của đó thôi đó, hàng pháp đây, tiền nào của đó mình muốn rút gọn lại cái nào mà nhẹ chi phí nhất cho khách hàng mình là mình làm đó, nhưng mình tập trung vào những cái đó. Cái này thì một phi khoảng tầm 90.000 là phun được nha, rất là tuyệt vời đó, thì cái bằng phun thì nó đi đọt như thế nha. Đó rồi, ok, nói lại cái amino pháp thôi, tại vì trong đó là những cái gì á, trong amino pháp thì mình đã giới thiệu rất là nhiều rồi, bà con mình cũng rành rồi, mình không nói thêm nữa rồi, cảm ơn.